thôi một nghệ sĩ lớn, một nghệ sĩ lớn phải nói là nói chửi thẳng mặt, nói thẳng mặt vợ chồng le le, à, nói thẳng mặt với vợ chồng le le luôn. Cũng như Linh Tý Bích Trâm à, mới đưa ra một cái thông tin vô cùng chấn động à, về cho phía hơi Lê Tím quý vị. thì mới vô em nói về cái vụ của Linh Tý Bích Trâm cũng như lời Tím trước đi, à, xong rồi quay qua cái thông tin là một nghệ sĩ lớn nói thẳng mặt luôn, à, nói thẳng mặt vợ chồng le le luôn. Phải nói phần này biến căng rồi à, Biến căng, biến căng nha quý vị Tại em để cái hình ảnh Linh Tý Bích Trâm lên đây à, Anh chị và các bạn nhớ qua xem Cũng như ủng hộ cho Linh Tý Bích Trâm nha quý vị à, Vì Linh Tý Bích Trâm luôn luôn ủng hộ cho Hồng Long à, Đến giờ phút này Mặc dù à, bị búa rìu Từ phía cành cành Dê Con, Sòi Thối Đặc biệt là Lê tím à, Nó lên nó xúc phạm đến à, gia đình cha mẹ của Linh Tý Bích Trâm đó à, cho nên Linh Tý Bích Trâm đang chịu rất là nhiều áp lực nhưng mà không thể nào mà gung sợ à, trước là phải nói là kẻ phải nói là kẻ hử nha à, thì à, Linh Tý Bích Trâm mới đăng lên một cái bài thì mấy ngày trước thì anh Lê Tím đăng cái hình ảnh của cha mẹ của Linh Tý Bích Trâm lên à, để mà bóc phốt này kia ha thì bây giờ Linh Tý Bích Trâm cũng trả đũa lại đặc biệt là anh Lê Tím thì nói Tụi bay làm gì biết mẹ tao là ai, Tụi bay làm gì biết mẹ tao là ai. thì mới đây nhất Linh Tý Bích Trâm đăng lên một cái hình của một người phụ nữ tóc ngắn, à, nhưng mà đã bị che cái khuôn mặt lại rồi. thì nói chung là cũng giữ lại cái 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 hình ảnh cho cái cô này thôi. thì cái cô này mặt mũi như thế nào thì mình không biết nha quý vị. Đó, vì, vì Linh tí Bích Trâm đã che lại rồi. thì bên tí Linh tí Bích Trâm để như thế này, mặt mũi cũng phúc hậu mà lỡ xuôi để ra cái thằng thời có một mét mốt mà còn hết thời, à, hết thời là đúng rồi. Rồi giờ, à, rồi giờ mà nghe tin nó sống bằng ngày đi sủa mướn, à, đi sủa mướn vì tiền chắc đau lòng lắm ha nghiệp mặt bả như vậy sao để ra à, cái con là khó chí. À, khó chí là khỉ chó ta, à, khỉ chó ta ha rồi để mấy cái mặt cười lên lên anh lê tím mà thấy cái hình ảnh này chắc anh lê tím thế nào cũng đem cái hình ảnh này lên bắt đầu tiếp tục ha à, tiếp tục à, múa rìu à, tiếp tục hai bên cãi vã nghe quý vị cho nên em nói fan này cũng hơi căng nha à. rồi bây giờ quay qua cái vụ của một nghệ sĩ lớn nói thẳng mặt nói thẳng mặt vợ chồng hai le le thì anh chị và các bạn biết rồi à, cách đây một hai hôm thì vợ chồng le le rất là vui mừng à, rất là sung sướng và rất là hãnh diện và một đứa sòi mấy đứa sòi con rồi ve thúi gì đó nó lên nó nói là à đám cưới con của cô phải nói là phượng hằng á thì không có mời hồng loan à không biết mắc cỡ không có mời hồng loan à, mời vợ chồng le le trời ơi ta nói tụi bay nói mà tụi bay không biết nghĩ lại tụi bay không biết nhục nếu mà chú năm còn sống đó chú năm mà còn sống thì chắc chắn luôn một trăm luôn là cô Phượng Hằng chắc chắn là sẽ mời à, mời chú Vũ Linh mời phải nói là mời long trọng luôn đó, chứ không phải mời cái kiểu mà à, sơ sơ giống như vợ chồng le le đâu mời vợ chồng le le mà còn phải suy nghĩ à còn riêng với chú năm là chắc chắn là mời một trăm phần cô Phượng Hằng cũng đã từng diễn chung với chú năm mà còn cái việc khi chú năm nằm xuống rồi đó thì cô Phượng Hằng rất là khó à, rất là khó để mà mời Hồng Loan bây giờ mời hồng loan đó nhiều khi người ta nói là muốn à, à, phải nói là muốn cũng như là ảnh hưởng đến hồng loan để à, câu like câu view hay là gì đó quý vị hoặc là cô phượng hằng cũng không có thân thiết với hồng loan cho nên rất là khó mời à, rất là khó mời ha vì hồng loan ít có đi giao thiệp qua lại với một số nghệ sĩ bạn bè của ba mình à, trong cái thời gian trước ha cho nên tội nó lên tội nó phân bì là tại sao cô phượng hằng mời à, mời mời à, vợ chồng hay bóng mà không có mời hồng loan nhưng mà cái việc đó tụi bay nói vậy là tụi bay đừng có trách cái chuyện tầm bậy vì cô phượng hằng với hồng loan không có thân thiết à, nhục ở đây nè nhục ở đây là mấy cái ngày cúng tổ đó mấy cái ngày cúng tổ ca sĩ nghệ sĩ lớn người ta mời hồng loan mà không có mời vợ chồng anh hai kìa à, cái đó mới nhục đó tụi bay thấy cái đó mới nhục đó vì cúng tổ cũng như qua lại là anh hai đang qua lại với mấy người đó anh hai là cái người qua lại với nghệ sĩ chứ đâu phải hồng loan hồng loan đâu qua lại với nghệ sĩ cái lúc trước đâu cái lúc trước là chú nam đi chứ hồng loan đâu có đi À, khi chú năm nằm xuống thì hồng loan mới thay mặt ba mình đi thôi á. À. cho nên nếu tính ra là nhục quá là nhục á, là mấy cái ngày mà dỗ tảo á, mấy ngày dỗ tổ mấy cái ca sĩ nghệ sĩ lớn người ta đều á à, đều tiếp đón cũng như mời hồng loan trong khi đó thiếu vắng anh hai à, anh hai không biết có mời hay không mà không thấy bán mạng tới à, cho nên mấy cái đó mới nhục chứ thì à, một nghệ sĩ lớn lên tiếng nói thẳng luôn à, đó là cô phượng hằng ủa gì cô khanh hằng chứ thì mấy ngày trước cái ngày đó cái ngày đám cưới đó, đó thì cô phương ở ở cô gì cô khanh hằng à, nghệ sĩ khanh hằng có à, ôm à, ôm hung, à, ôm, hung ha, anh hai bóng, à, ôm hung anh hai bóng ôm hung anh hai bóng chị le le ngồi kế bên à, cười hố hố cười hí hí à cái bắt đầu à, trong lòng mẹ nghĩ là ô mình không mình không hung hung chứ có gì đâu mình không mà à, thì nói chung cái hình ảnh đó được phía bên chị hai le le Lê đăng lên à, cái bắt đầu chị hai le le biểu mấy đèn em FC ơi FC, FC của sòi đâu, FC của mẹ đâu Hãy xóa hết những cái bài Có liên quan đến nghệ sĩ gần đây, này này kia, này kia rồi đó Thì lập tức phía bên chị Hai Le Le đã xóa đi à, Xóa đi một cái thước phim ngắn Giữa cô phải nói là cô Khanh Hằng à, Cô Khanh Hằng ôm cũng như là hung ôm hung anh vũ vũ anh vũ à, anh anh hai ôm hôn anh hai trời bên đó tưởng đâu vậy là là phải nói là phải nói là được hãnh diện lắm à, được nghệ sĩ lớn ôm hung này kia trời ơi cái bắt đầu đăng lên cái bị bố rèo dư luận người ta qua người ta nói cô khanh hằng cái cái này cái kia gì đó à, chơi với hai le le này kia đó thì cô khanh hằng thấy thấy không ổn rồi à, thấy kiểu này không ổn rồi à, sao mà mấy đứa nó nói đúng quá mình không nên rồi thôi à, hai em xóa hình đó dùm đi à, hai em xóa video đó dùm đi đừng để vậy nữa đừng để vậy nữa à trời ơi cho nên nghệ sĩ khanh hằng nói thẳng mặt luôn à, biểu xóa xó liền chứ đâu dám để quý vậy đâu, đâu, đâu dám để tao tính là tao nói chuyện với tao bay chơi ai à, giờ tao bay quay tao bay đăng lên à, tao bay đăng lên tao bay like cái, cái lấy sức ảnh hưởng của tao để đắp đắp mà đắp gì khỏa lắp vô cái vụ của máy bay không có được à, xóa ngay xóa ngay à, xóa liền xóa liền quý vị trời ơi, cho nên nó vợ chồng hay bóng xóa liền cái vụ đó liền nha xóa liền nha rồi bây giờ quay qua sơ sơ quay qua sương sương về cái vụ của anh anh Huy sang đi Thì anh Huy sang cũng mới lên một cái video nữa hồi khuya này anh Huy Sang mới lên cái video hồi xưa hồi khuya này ở trên Facebook á thì cũng ngắn thôi chỉ có vài ba bốn phút gì đó thì em cũng có nghe sơ qua rồi à, em cũng không tiện đăng lên đây ha thì anh anh Huy Sang đã nói rồi à, là không có quay xe với Hồng Loan từ đầu đến cuối cũng không có quay xe thì cái này mỗi người mỗi cách nhìn thôi à, nhưng mà mọi người nhớ cô gì chú bác anh chị em nhớ anh Huy Sang đã từng tuyên bố và thậm chí là À, đưa cái cánh tay ra à, để mà bảo vệ cái danh dự cho hồng loan thì chắc chắn là hồng loan có cái gì đó đúng thì anh quy sang mới dám dùng đến cái từ ngữ là, 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 là hy sinh cái cánh tay của mình à, nếu hồng loan sai à, thì đó cũng là một cái minh chứng là anh quy sang bảo vệ hồng loan nhưng mà cái thời điểm đó là còn anh hai à, anh hai là bạn thân với là 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 anh quy sang hồng loan cũng như là em gái của anh quy sang kết nghĩa đi nhưng mà bây giờ em nói ví dụ như thế này nè ở trong bạn bè của mình có ba người bạn đi em nói ví dụ như bây giờ anh chị và các bạn đang sống ở trong cái cái chỗ nào đó đi mình có ba người mình với hai người kia rất là thân thiết luôn rất là thân thiết nhưng mà đột nhiên hai người bạn của mình nó đã cãi vã với nhau mình đứng kể giữa mình không có mít lòng gì đến hai người đó hết thì anh chị và các bạn nếu mà muốn bảo vệ hay là yêu thương người nào đó thì mình cũng chỉ có hỏi là âm thầm thôi âm thầm bảo vệ âm thầm ủng hộ thôi À, chứ không phải nào mà 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 bộc lộ ra được không lẽ bây giờ mình lên mình nói tao bên đứa này tao bên này tao bên mày tao bỏ mày thì cũng không được quý vị à, cho nên em nghĩ là anh Quy Sen là im lặng trong cái vụ mà giữa à, anh hai cũng như Hồng Long à, là cái điều nói chung là Để à, nảy nảy tình à, nảy tình anh em bạn bè thân thiết à, không nên là làm mất lòng nhau quý vị thì em nghĩ cái việc đó rất là khó xử à, bây giờ không lẽ lên nó mới thẳng à, không lẽ chửi thẳng anh hai bóng là cũng không nên vì bạn bè và giữa anh hai bóng với anh quy sang cũng không có xích mít gì hết à, cũng không xích mít gì hết mà biểu không lẽ lên bem luôn quý vị cho nên em nghĩ là rất là khó rất là khó cho anh quy sang trong cái vấn đề này nhưng mà có rất là nhiều người không tin tưởng à, cho gần anh quy sang chơi hai hàng à, đi hai hàng à, nhưng mà em nghĩ đi hai hàng thì cũng bình thường thôi. em nghĩ đi hai hàng cũng bình thường thôi nhưng mà đừng có nói xấu nhau là được ví dụ à, hai người kia không chơi với nhau hai người mình nói ví dụ như hai người bạn mình là ba người đi hai người bạn của mình cãi lộn không chơi với nhau. Nhưng mà khi mà hai người đó mời mình đi ăn tiệc đi ăn đám giỗ này kia thì mình cũng đi bình thường thôi quý vị. Vì đâu có là, là 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 cãi vã với mình. Cho nên em nghĩ là cái việc này rất là khó cho anh Quy Sang phải nói là không lẽ một trong hai chọn một trong hai lên là nhất định phải chọn Hồng Long mà nhất định là phải bỏ bên kia. Thì em nghĩ cũng rất là khó nha. Thì bạn bè lâu năm mà quý vị và hai người cũng không có xích mích gì nhau thì em nghĩ là là như vậy thôi còn cái việc anh quy sang hạn chế đi chơi chung với anh hai thì cái điều đó thì mọi người cũng đã thấy rồi hổng gậy đâu có đi chơi chung và cũng đâu có đi à, diễn chung hay là đi ăn tiệc chung quý vị à, nhiêu đó thôi là cũng đủ hiểu rồi à, nhưng mà cũng có một số người rất là nghi ngờ anh quy sang à, thì cái việc này cứ chờ tiếp theo đi quý vị chứ bây giờ đâu có biết được thì nói chung là tước mắt là em thấy như vậy thôi chứ còn phía sau thì anh quy sang không biết là có như thế nào như thế nào hay không Chứ còn cái việc mà mấy lần trước anh Quy Sơn cũng đã đưa một số thông tin về phía vợ chồng Hai bóng qua cho phía bên chị Ni biết một số thông tin rồi. À, thì thôi em cũng xin cảm ơn cô gì chú bác anh chị em đã luôn luôn ủng hộ em cũng như ủng hộ Hồng Loan, ủng hộ chị Ni. Cảm ơn quý vị rất là nhiều.